Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin phép hỏi âm thanh. Dạ, con xin cảm ơn cô Phong Lan, cảm ơn sư. Nam Mô Bụt Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má trên Pao Talk. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Mạch Chí Má Nikaya. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng. Kinh số 57, Kinh Cẩu Hành Giả Kukura Vatika Sutta, sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Điều hợp thảo luận Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện. Thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn cô Phong Lan. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. In the book title. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái bài kinh Cẩu Hành Giả. Thực ra thì bài kinh này có hai
cái nhân vật Punna Kuriya Putta người theo hạnh con bò và Achilles Seniya theo cái hình của con chó cả hai người khổ hạnh này là ngưu hành giả khẩu hành giả nhưng mà vì bài kinh chỉ lấy một cái hạnh gọi là Kukura Vatka Sutta là khẩu hành giả thôi một người bắt chước lối sống của con chó và người bắt chước lối sống của con bò và họ đi đến gặp Đức Phật họ hỏi Đức Phật về cái thân phận của nhau một câu hỏi mà Đức Phật không muốn trả lời nhưng cuối cùng thì họ khẩn khoản Đức Thế Tôn Ngài đã giải thích cho họ nghe về cái hậu quả của người tu hạnh con chó người tu hạnh con bò kết quả sẽ như thế nào sau khi mình chung Ngài cho họ biết sự vô ích của lối tu ấy và giảng cho họ nghe về nghiệp và quả của nghiệp bốn loại bây giờ thì xin mời cô Vi Xuân đọc cho chánh kinh chánh văn của cái bài kinh khẩu hành giả rồi sau đó sẽ cung thỉnh giảng sư chúng tôi cũng quên nữa thưa quý vị kính bạch thượng tọa Nhất Đẳng hôm nay thượng tọa thượng quyền ở chùa gặp cái sự cố cho nên không có vào rung được để thuyết giảng ngày hôm nay có báo cho chúng tôi biết vậy thì không biết thượng tọa Nhất Đẳng có thể giảng dùm điểm khuyết cho thượng tọa tuệ quyền bài kinh ngày hôm nay được không ạ dạ nếu vậy được xả thú xin cung thỉnh thượng tọa giảng dùm cho bài kinh ngày hôm nay sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp cái phần thảo luận và xin kính chào thượng tọa Pháp Tân rất là hoan hỷ hôm nay thượng tọa Pháp Tân cũng đã vào rung để tiếp sinh hoạt để thảo luận bây giờ xin mời cô Quy Xuân
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cảm ơn mấy cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học ngày hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya giá kinh số 57 kinh Cẩu Hành Giả Kukura Vatika Sutta. Cẩu Hành Giả Kukura Vatika là người tu theo hạnh con chó. Thật ra bài kinh này trực tiếp liên quan tới hai đạo sĩ, một người chuyên thực hành giống đặc tính của con bò Ngưu Hành Giả và một người tu theo hạnh con chó. Tên bài kinh này được đặt theo một trong hai đạo sĩ đó. Thuở ấy, Thế Tôn trú ở Halida Vasana, một thị trấn của dân chúng Koliya, trong rừng Pawarikampa. Lúc bấy giờ có hai đạo sĩ tên Punna và Seniya đến diện kiến Đức Phật và trình bày rằng một trong hai người hành trì hạnh con chó, còn người kia hành trì theo hạnh con bò. Họ hành trì một cách miệt mài. Họ muốn biết là với hành trì như vậy thì kiếp lai sinh sẽ thế nào. Ban đầu Đức Phật không trả lời, nhưng sau nhiều lần khẩn khoản thỉnh cầu của họ thì Đức Phật đã dạy rằng về sự tương đồng giữa nhân và quả. A. Có nghiệp đen đưa đến quả báo đen. B. Có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. C. Có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. D. Có nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Punna, Koliya, Putta và Lõa Thể, Seniya, cả hai đều là những đạo sĩ tinh cần thực tập đặc hạnh. Seniya theo hạnh con chó, Punna, Koliya, Putta theo hạnh con bò. Hai người đến gặp Đức Phật. Người này hỏi về cảnh giới tái sanh tương lai của người kia. 775. Câu hỏi mà Đức Phật không muốn trả lời. Trong tín ngưỡng dân gian, người ta thường ngưỡng mộ những người có đặc hạnh như ông đạo nằm, chuyên nằm, ông đạo dừa. Khi hai đạo sĩ Cẩu Hành Giả và Ngưu Hành Giả hỏi về quả lai sanh của sự hành trì, Đức Thế Tôn đã từ chối không trả lời. Họ hỏi ba lần. Đến lần thứ tư thì Đức Thế Tôn đã dạy. Kinh văn: Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya Halida Vasana là tên một thị trấn của dân chúng Koliya. Rồi Punna Koliya Putta hành trì hạnh con bò và Lõa Thể Seniya hành trì hạnh con chó. Cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Punna Koliya Putta hành trì hạnh con bò, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn Lõa Thể Seniya hạnh trì hạnh con chó nói lời hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên lời hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, ngồi chỗ họ như con chó. Sau khi ngồi một bên, Punna Koliya Putta hạnh trì hạnh con bò bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Lõa Thể Seniya hạnh trì hạnh con chó thực hành những hạnh khó khăn, khó hành, ăn đồ ăn quăng xuống đất và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài. Vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Lần thứ hai như trên, vân vân. Lần thứ ba Punna Koliya Putta hành trì hạnh con bò bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Lõa Thể Seniya hành trì hạnh con chó thực hành những hạnh khó khăn, khó hành, ăn đồ ăn quăng dưới đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài. Vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? Này Punna, thật sự ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói. Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy ta sẽ trả lời cho ông. Ở đây, này Punna, người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn,
hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. Nếu ông ấy có tài kiến như sau: do giới hạnh hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Puna, đối với các kẻ có tài kiến, ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàn sanh. Như vậy này Puna, có hạnh con chó được thành tựu, thời được sanh trong loài chó. Nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. Khi được nói vậy, lõa thể Sen Ni Giá hành trì hành con chó khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với Puna Khố Lý Giá Bút Tá hành trì hành con bò: này Puna, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói thôi vừa rồi. Puna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hạnh con chó này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, Puna Khô Lý Giá Bút Tá hành trì hạnh con bò này, đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. Vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? Thôi vừa rồi Sen Ni Giá, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Lần thứ hai, như trên, vân vân. Lần thứ ba, lõa thể Sen Ni Giá hành trì hạnh con chó, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Puna Khố Lý Giá Bút Tá này đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. Vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? Này Sen Ni Giá, thật sự, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói thôi vừa rồi Sen Ni Giá, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy ta sẽ trả lời cho ông. Ở đây, này Sen Ni Giá, người nào hành trì hạnh con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loại bò. Nếu ông ấy có tài kiến như sau: do giới này, hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Sen Ni Giá, đối với kẻ có tài kiến, ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàn sanh. Như vậy này Sen Ni Giá, nếu hạnh con bò này được thành tựu, thời được sanh trong loài bò. Nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. Khi được nói vậy, Puna Khố Lý Giá Bút Tá hành trì hạnh con bò khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với lõa thể Sen Ni Giá hành trì hạnh con chó: này Sen Ni Giá, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và nói thôi vừa rồi. Sen Ni Giá, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, con có lòng tin tưởng đối với Thế Tôn. Thế Tôn có thể thuyết pháp cho con để con có thể từ bỏ hạnh con bò này và để lõa thể Sen Ni Giá hành trì hạnh con chó có thể bỏ hạnh con chó này. Này Buna, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Puna Khố Lý Giá Bút Tá vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 776, bốn hạnh nghiệp và bốn hệ quả. Đức Phật dạy rõ lối sống sai biệt dẫn đến quả báo sai biệt. Kinh văn: này Puna, có bốn loại nghiệp này, ta đã tự chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? Này Puna, có nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Này Puna, có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Này Puna, có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Này Puna, có nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Nghiệp đen đưa đến quả báo đen.
Đó là người sống với nếp sống tổn hại, gây khổ cho bản thân hay cho tha nhân, nên kiếp sau có quả dị thục tương đương. Kinh văn: Và này Puna, thế nào là nghiệp đen đưa đến quả báo đen? Ở đây, này Puna, có người tạo ra thân hành có tổn hại, tạo ra khẩu hành có tổn hại, tạo ra ý hành có tổn hại. Sau khi tạo ra thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, ý hành có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại. Sau do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ thọ như các chúng sanh trong địa ngục. Như vậy, này Puna, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm kích thích mình. Do vậy, này Puna, ta nói, các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Như vậy, này Puna, được gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, đó là người sống với nếp sống vô hại, an tịnh cho bản thân hay cho tha nhân, nên kiếp sau có quả dị thục tương đương. Kinh văn: Và này Puna, thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng? Ở đây, này Puna, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Sau khi làm thân hành không có tổn hại, khẩu hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới không có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới không có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc thọ như chư thiên xuất phá kinh há biến tịnh thiên. Như vậy, này Puna, là sự thanh sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Này Puna, ta nói, các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Như vậy, này Puna, đó được gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Nghiệp đen lẫn trắng đưa đến quả báo trắng lẫn đen. Đó là người sống có nếp sống pha lẫn đen và trắng, thì quả dị thục cũng pha lẫn trắng và đen. Kinh văn: Và này Puna, thế nào là nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng? Ở đây, này Puna, có người làm các thân hành có tổn hại và không tổn hại, các khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, các ý hành có tổn hại và không tổn hại. Sau khi làm các thân hành có tổn hại và không tổn hại, khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, ý hành có tổn hại và không tổn hại, vì này được sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Vì sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại, vì này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, vì này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại. Có lạc thọ khổ thọ xen lẫn, như một số loài người, một số chư thiên và một số chúng sanh trong đọa xứ. Vậy, này Puna, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Puna, ta nói, các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Như vậy, này Puna, được gọi là nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không trắng đen. Không trắng không đen đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Đó là cuộc thuộc tánh tư chết tí ná, chết tá xí cá trong tâm tứ đạo. Kinh văn: Và này Puna, thế nào là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng?
nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Ở đây, này Puna, chỗ nào có ý chí, chết tí ná, tư tâm sở, đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Ở đây, này Puna, chỗ nào có ý chí như vậy, này Puna, được gọi là nghiệp không đen trắng, đưa đến quả báo không đen trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tận nghiệp, này Puna, bốn loại nghiệp này ta đã tự chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. 777. Chánh kiến đưa đến chánh hướng để rồi thành tựu chánh trí. Punna khô lý giá bút tá, phát tâm quy y tam bảo, thợ trở thành một Phật tử cư sĩ. Sen giá đi xa hơn, phát tâm xuất gia theo Đức Phật, được đặc cách thọ đại giới không quan thời gian biệt trú, và vị này sau đó chứng quả vô sanh ứng cúng. Kinh văn: khi được nói vậy, Punna khô lý giá bút tá hành trì hạnh con bò bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, vật thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như người dần đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Còn loại thể Seniya hành trì hành con chó bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng trong bóng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con được thọ đại giới. Này Seniya, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Nhưng ta nhận thấy ở đây là tánh con người sai biệt nhau. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, chúng tăng đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu chư tỳ kheo đồng ý, mong chư tỳ kheo hãy xuất gia cho con, thọ đại giới con để thành vị tỳ kheo. Và lõa thể Seniya cầu hành giả được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Seniya sống một mình an tịnh, không phóng dật nghiệp tâm tinh cần, và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa, và tôn giả Seniya trở thành một vị A-la-hán nữa. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, chúng con cung thỉnh ngài.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại đệ Thiện Tọa Tổ Sư, đại đệ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mỗi một thế giới mỗi một cảnh giới đó có một cái có những cái sắc thái, có những cái bản sắc mà người khác tương đối rất là khó hiểu. Nếu chúng ta không sống ở trong thế giới đó, ví dụ như là những vị mà sống ở bên Việt Nam mà đang nghe nói về bầu cử Mỹ thì cũng có thể đoán già đoán non, nhưng mà nghe ai nói rằng người Mỹ họ không có đi bầu cử tổng thống trực tiếp mà họ đi bầu để chiếm cái cử tri đoàn, và sau đó cử tri đoàn mới đi bầu tổng thống Mỹ. Nghe như vậy thì nó hơi khó hiểu. Nhưng mà sống bên Mỹ lâu quá thì chúng ta sẽ thấy rằng à, chuyện đó nó có cái lý do của nó. Ở trong giới tu hành có nhiều khi người ta nghe những cái chuyện mà rất là lạ. Ví dụ như trong đời này có nhiều chuyện cao quý, có nhiều cái tánh hạnh rất là tốt, tại sao mình không bắt chước mà mình lại bắt chước theo cái lối sống và cái sinh hoạt của con chó, hay là cái lối sống và cái hành tướng của con bò chẳng hạn. Những vị nào mà có sống ở miền Nam, biết về cái tôn giáo của miền Nam đó, thì chúng ta biết rằng những cái chuyện như là ông đậu cà, ông đậu ớt, ông đậu khoai, ông đậu chuối, đậu nằm, đậu dừa vân vân là chuyện rất là bình thường. Có những người đó, họ muốn làm một cái đặc hành, tức là cái kiểu gì đó đặc biệt, cái kiểu cách gì đặc biệt của riêng họ, và họ rất là sung sướng mãn nguyện thấy rằng họ làm được những cái kỳ dị như vậy mà người khác không làm được. Hay là chúng ta cũng nghe nói một câu có cái cách chung chung là đạo nào cũng tốt, tu không hại ai là được. Còn cái kiểu mà mình làm nó đặc biệt một chút đó, thì việc đó người ta cũng thích. Ví dụ như là ở tại Mỹ ngày xưa, thưa quý vị, một cái chính khách mà ăn nói có vẻ như là thiếu lịch sự hay là khiếm nhã một chút thì sẽ bị chỉ trích. Nhưng mà trong 4 năm qua có cái hiện tượng ở Mỹ là có vị tổng thống là tổng thống Donald Trump, khi nào mà ông không thích ai thì ông đặt cho người đó cái tên gọi là hỗn danh rất là xấu, và ông mạ lị không tiếc lời. Thì cái đó nó cũng là cái kiểu đặc biệt của ông, và dẫn đến một cái điểm là có rất nhiều người thích. Và chúng tôi có rất nhiều người họ rất là thích thú, họ đặt cho ông họ nói một câu gọi là vì đó là Trump, tức là vì tổng thống Trump là ông là ông Trump, thật ra ông chửi về mà ông chửi rất là sướng tai, tại vì người ta ghét người này ghét người kia. Thí dụ như những người mình ghét ông Trump cũng ghét, ông chửi thì mình thích. Thì cái câu chuyện này đó nó cũng là một cái thí dụ cho chúng ta hiểu rằng có những cái chuyện xảy ra trong đời mà mình nghĩ rằng khó tưởng tượng hay khó xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra được. Ở bên Trung Hoa đó có những cái trường phái về võ thuật,
người ta bắt chước theo một số con vật nào đó, giống như là bắt chước con khỉ, thì họ tạo ra hầu quyền, bắt chước hạt gọi là hạ quyền, bắt chước cái thế con rắn gọi là xà quyền, thậm chí bắt chước người say rượu gọi là trí quyền chẳng hạn. Chưa biết là cái hiệu ứng mà trong sự thực hành nó như thế nào, nhưng mà như là hầu quyền bắt chước con khỉ, hay là hạ quyền bắt chước con hạc chẳng hạn, bắt chước mà có vẻ là thành thạo, sự đẹp mắt, lạ mắt, thì ta gọi là ăn tiền trước. Nhất là ngày xưa chúng ta có cái gánh hát sơn đông bãi võ đó, là cái dịp để người ta thi thố cái tài năng. Thì thưa quý vị, ở Ấn Độ chúng tôi không có nghe nói là người Ấn Độ họ chuyên về võ thuật như vậy, nhưng mà người Ấn Độ đó họ lại chuyên về lập hạnh tu. Và cái lập hạnh này đó nó đặc biệt phổ thông thưa quý vị, ở trong xã hội Ấn Độ. Thí dụ một người họ nắm bàn tay hoài, họ buông ra, móng tay dài ăn vào trong bàn tay lâu ngày, từ từ họ thích nghi được, thì họ vẫn thấy chừng đó là chuyện đáng trân trọng lắm, đáng quý. Họ giả là một người có cái hạnh là không mặc quần áo, cái hạnh lo thế cứ chắc cho lên người thôi, thì họ cảm thấy cái hạnh đó là một hạnh đáng kính, đáng quý. Thì có người tôn sùng, có người không tôn sùng, nhưng mà bản thân của người thực hành đó thì họ thấy rằng cái đó là chuyên hạnh, và cái chuyên hạnh đó đó nó tạo thành một cái đặc điểm của đời sống bản thân của họ, thì họ ưa thích và người khác thì cũng sùng bái, và do vậy nó trở thành những cái câu chuyện để đời về những ông đạo như đạo chuối, đạo đồng, đạo dừa vân vân mà chúng ta nghe, và có số không ít những tín đồ ở cái bên sùng bái. Nhưng mà đặt câu hỏi xa hơn là mình nằm ngoài không ngồi để làm gì, hay mình uống nước dừa, ăn cái dừa mà không ăn cơm khác để làm cái gì, đi về đâu, hay là mình ăn khoai hoài thì ra sao, thì cũng không nghe câu trả lời nào cho nó rõ ràng. Nhưng mà người ta rất hâm mộ. Ở đây thì chúng ta nghe hai câu chuyện, là một người tu theo đặc hạnh con chó, người tu theo đặc hạnh con bò, gọi là ngư hành giả và cẩu hành giả. Ví dụ như người tu hành con chó thì họ bắt chước đi bốn chân, và với bốn chân đó thì họ tiểu tiện đại tiện cũng làm cái kiểu như là con chó, và thỉnh thoảng có những tiếng sủa, tiếng tru như con chó. Chúng tôi phải dài dòng đoạn đầu để quý vị nghe đừng có lấy làm lạ. Sao mà ở đời có những chuyện gì, sao ở đời có những cái hạnh tu gì lạ lùng như vậy. Nhưng mà có những chuyện lạ lùng với cá nhân chúng ta, nhưng mà thật sự nó không có lạ lùng với một nền văn hóa nào đó. Như chúng tôi nói rằng ở bên Trung Quốc có những người họ tỏ như con khỉ, đánh đấm đã đành rồi, nhưng mà cái tay cái chân nét mặt phải giống con khỉ, gọi là hầu quyền. Hay là người Ấn Độ có những người tu theo hành con chó thì phải giống con chó. Thế trên đời này cái chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái gì có chuyện lạ lắm. Thì trong trường hợp này có hai người, một người là Puna Koliyaputta và một người tên là Seniya. Cả hai Puna và Seniya đều có cái đặc hạnh, mà có lẽ là hai người này do tập luyện rất là lâu năm nên họ đạt đến cái mức độ mà tương đối rất là tinh luyện
nghĩa là Buna thì tu sửa hành con bò, thì giống giống con bò, và Seniya tu sửa hành con chó thì giống con chó, rất giống. Có một lần vì một cái nhân duyên gì đó đưa đẩy, ở trong kinh không đề cập đến, nhưng mà chỉ nói rằng hai người đó đã đến gặp Đức Phật. Thời Đức Phật còn tại thế thì có rất nhiều người được nghe tiếng là Đức Phật là bậc thiên nhân chi sư, chi đạo sư, là bậc thế gian giải, là bậc thiện thể, là bậc vô thượng điều ngự, vân vân, thì không đến đánh lễ chào hỏi Đức Phật và hỏi một câu hỏi. Nhưng mà trong trường hợp này thì họ không hỏi chuyện của mình, và Puna thì hỏi về câu chuyện của người bạn mình, là Seniya. Seniya là người tu hành con chó, thì hỏi rằng Seniya tu như vậy, công phu như vậy, chết rồi đi về đâu, tương lai như thế nào? Như chúng ta đã được nghe trong câu chuyện này là Buddha thì hỏi cho tương lai, cảnh giới tương lai của Seniya, Seniya thì hỏi cảnh giới tương lai của Buddha. Và khi cả hai câu hỏi được đặt lên đó, thì Đức Phật đều giữ im lặng, ngay không trả lời. Cho đến ba lần thì Đức Phật ngài có dạy rằng thật ra ngài không muốn trả lời, nhưng mà đã hỏi như vậy thì ngài trả lời. Tức là câu trả lời Đức Phật là cực chẳng đã, là bất đắc dĩ thì ngài mới trả lời như vậy. Như chúng ta đã được nghe trong bài kinh này, Đức Phật ngài trong câu trả lời có hai phần. Phần đầu á, ngài dạy rằng nếu một người chuyên trì một cái lối sống nào đó và họ chỉ để hết tâm theo lối sống đó thì cảnh giới tương lai của họ đó, có thể họ có một lối sống tương tự. Tức là một người chuyên theo hạnh con chó như là Seniya, trong tương lai sanh ra cũng sanh làm loài chó, tại vì đi đứng suy nghĩ sủa tru phản ứng như con chó, sanh làm con chó. Và một người mà do cái chuyên hạnh theo con bò thì trong tương lai sanh loài bò. Tức là tương lai là một phiên bản của hiện tại, đó là trường hợp nhẹ. Một cái trường hợp khác nặng hơn là chuyên hạnh là hành trì một cái hạnh nào đó mà đi chung với tà kiến. Tà kiến là chấp sai. Có những người họ theo đuổi một cái chuyên hạnh nào đó bởi vì họ thích thôi, không cần biết tương lai là gì, đó là một chuyện khác. Nhưng mà có những người hành trì một cái lối sống nào đó, nhưng mà họ tin là do cái lối sống đó họ sẽ được giải thoát, họ sẽ được sanh về cảnh giới an lạc đời sau, họ sẽ được sanh về cực lạc, sanh về niết bàn, vân vân. Thì những ai mà chấp sai, hiểu sai, cái gọi là tà kiến, nó tạo đến một cái hệ quả khác là sanh một khổ cảnh. Khổ cảnh ở đây nặng thì sanh vào địa ngục, mà nhẹ sanh là loại bằng sanh. Địa ngục là cái chúng sanh luôn luôn bị thống khổ, và bằng sanh tức là cái chúng sanh sanh ra với một cuộc sống rất là mũi lược, rất là hạn chế, bởi vì loài thú nó không có văn minh cao,
Thì thưa quý vị, trong câu trả lời của Đức Phật, đặc biệt là nói lên cái ảnh hưởng tai hại của cái nhìn sai, tà kiến. Giống tương tự như là chúng tôi có nghe không ít một số các ca, mà chúng tôi không có nêu tên ở đây, bởi vì trong sinh hoạt của chùa, sinh hoạt giáo hội, có khi chúng tôi có quen với một vài ca sĩ. Thì những này họ nói lên một cái quan niệm đó là họ đi ca hát cũng là làm cái hạnh Bồ Tát. Họ lý luận như vậy: chính cái lời ca tiếng hát của họ mang lại niềm vui, mang lại cái cảm giác sung sướng cho số người nào đó, thì giống như Bồ Tát tu mà để mang lại niềm hạnh phúc cho chúng sanh thôi. Thì như vậy đi ca hát cũng là một cái cách tu, là Bồ Tát hạnh, tức là phục vụ cho đời. Mới nghe nói thì có vẻ cũng hợp lý. Người ta hay nói đến nghệ nhân hay là ca sĩ, nghệ sĩ là phục vụ nghệ thuật, phục vụ quần chúng. Nhưng mà có những điều khác mà người ta không để ý. Thí dụ như là người ta ca hát để khiến cho tâm tư của người khác bị phóng dật, bị giải đãi, bị rơi vào trong tình trạng quý mỹ, thì bảo rằng mình làm cho tâm người khác trở nên quý mỹ, trở nên phóng dật, và bảo rằng mình làm phước rồi sẽ có quả báo tốt, mà thì không hẳn như vậy. Chứ nó không hẳn như vậy đâu. Ca hát không phải là cái tội, nhưng mà cái niềm tin sai lạc đó là một cái sự tà kiến, và tà kiến đó nó luôn luôn dẫn đến khổ báo. Không có tà kiến nào mà nó dẫn đến hạnh phúc hết. Tuy vậy, ở trong đời sống, một ở trong những điều mà cần thiết quan trọng cho người Phật tử, và nhất người chuyên về tu tập, là có chánh tính và chánh kiến. Chánh tính và chánh kiến nó phải dựa trên lý nhân quả. Chưởng hoa hoàng đắc hoa, chưởng đậu hoàng đắc đậu. Không có ai mà trồng dưa mà ra trái dâu hết, hay không ai trồng dâu ra trái dưa hết. Nhân nào thì quả đó. Vì vậy, một cái suy nghĩ hợp lý nhất đó là một người sống trong hiện tại, hành trì một cái gì đó mà nó không lợi lạc cho bản thân, nó không làm khiến cho mình được hạnh phúc, khiến cho người khác được hạnh phúc, thì bảo rằng tương lai mình được hạnh phúc, chuyện đó không có. Nếu chúng ta nói một người mà hiện tại sống mà làm khổ mình, làm khổ người khác, mà bảo tương lai hạnh phúc, đó là tà kiến. Và do vậy, ở trong trường hợp này, Đức Phật dạy những ai mà sống như con bò, sống như con chó, suy nghĩ như con bò, suy nghĩ như con chó, hành động như con bò, hành động như con chó, thì người hành trì hành con chó thì nhẹ nhất tương lai sanh làm chó, người hành trì hành con bò nhẹ nhất tương lai sanh làm con bò. Đó là trường hợp nhẹ nhất.
Tức là tương lai là một phiên bản của hiện tại là nhẹ nhất á. Nhưng mà nếu trong cái sự hành trì đó mà nó còn gắn liền với một thứ gọi là tà kiến, thì cái tà kiến đó sẽ sanh họ vào hai cái khổ cảnh đó, địa ngục và bạc sanh. Địa ngục tức là chúng sanh sống sống trong một cái cõi và luôn luôn bị hành hạ, bị đau khổ do sự hành hạ. Và bạc sanh là chúng sanh rất là mùi lực, đời sống không có trí tuệ, không có ánh sáng của sự hiểu biết. Thì thưa quý vị, khi mà Buddha và Seniya được nghe Đức Phật Ngài nói về cảnh giới tương lai như vậy, thì cả hai đều sầu muộn. Sầu muộn vì thấy cái sự vô ích, và chẳng những vô ích mà còn tai hại, khổ đau do cái sự khổ công tu tập của mình. Một người đã đầu tư quá nhiều thì giờ năm tháng, đầu tư quá nhiều cuộc sống quý báu cho một cái niềm tin như vậy, cho sự hành trì như vậy, mà nghe kết quả như vậy thì thật sự rất là buồn. Nhưng mà hai người này lại có một cái túc duyên, túc duyên rất là đặc biệt, là hai người này lại bạch rằng chúng con có niềm tin, có lòng tin đối với Đức Thế Tôn, và xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho chúng con nghe, chỉ dẫn chúng con đường đi và điểm đến tốt đẹp và chúng con sau đó hành trì. Thì Đức Phật Ngài với cái lời cầu thỉnh của hai vị, Đức Phật đã thuyết pháp. Và Đức Phật Ngài dạy rằng có bốn loại nghiệp. Nghiệp này kể cả lối sống, hành động và kết quả đó, mà không phải là do Đức Phật suy nghĩ, mà do Đức Phật chứng tri, chứng ngộ, chứng thiết. Chứng tri có nghĩa là Ngài hiểu biết, hiểu biết bằng túc mạng minh, bằng sanh tử minh. Chứng ngộ là Ngài đã trải qua một cái nghiệp rất là đặc biệt, là nghiệp thứ tư, tức là không trắng không đen, kết quả đen trắng, không trắng không không đen không trắng. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào đoạn này. Và Đức Phật Ngài giảng, chứ không phải ngày hôm nay chỉ hai ông nói hỏi như vậy Đức Phật mới giảng. Thì khi Đức Phật thì giảng bốn loại nghiệp này thì Ngài có đề cập đến một cái sự gọi là tương ứng giữa nhân vật. Và trong một cách hiểu giản dị nhất, chân xác nhất, và Đức Phật hay dùng danh từ trắng và đen. Nghiệp á, có nghiệp trắng, có nghiệp đen kết quả đen, có nghiệp trắng kết quả trắng, có nghiệp vừa trắng vừa đen, kết quả quả vừa đen vừa trắng. Có những nghiệp không trắng không đen, kết quả không đen không trắng. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật nói hiện tại và tương lai thì Ngài nói hiện tại và tương lai nó liên hệ với nhau bằng nhân quả. Và trong cái sự liên hệ với nhân quả nó liên hệ bằng sự tương xứng. Những người sống và bảo rằng hiện tại không liên hệ gì tới tương lai là người đó chưa biết cuộc sống. Thực ra trong một người có hiểu biết đó, thì chúng ta tin rằng
cái lối sống và cách sống ngày hôm nay của chúng ta đi, nó sẽ ảnh hưởng đến sự hiện hữu của chúng ta ngày mai. Rất là đơn giản là bây giờ mỗi ngày chúng ta vào cung để nghe Pháp, đọc lời Đức Phật dạy, thảo luận, suy tư. Thì thưa quý vị, điều đó có ảnh hưởng lớn đến ngày mai của chúng ta. Chúng ta nói khác đi thì chúng ta sẽ khác đi. Chúng ta chỉ chuyên nói lời thiện, suy nghĩ điều thiện thì nó khác đi. Và chúng ta nói những lời bất thiện thì khác đi. Ví dụ như là hôm nay chúng ta vào thì Chư Tăng và Phật tử chỉ cùng nhau nghe Pháp, suy nghiệm lời Đức Phật dạy là một chuyện khác. Nhưng mà chúng ta vào đây để phỉ nhổ người này, để bôi bác người kia, để chửi qua chửi lại thì sao? Thì ngày mai nó sẽ... Giữa thời điểm này và thời điểm khác, nó có một cái sự tương quan nhân quả. Hoặc giả là chúng ta thấy được, chúng ta biết được, hay là chúng ta không thấy, không biết được mà thôi. Nhưng mà trong lời dạy của Đức Phật lại có thêm một hàm ý khác mà chúng ta thấy. Là ngoài cái sự tương quan giữa nhân và quả đó, thì nhân và quả nó phải tương xứng với nhau. Ở đây chúng ta thấy nó tương xứng ở điểm này. Là nếu nghiệp trắng thì kết quả trắng, mà nghiệp đen kết quả đen. Nghiệp vừa trắng vừa đen, kết quả vừa đen vừa trắng. Nghiệp không trắng không đen, kết quả không đen không trắng. Chứ ở trong này không có trường hợp là nghiệp trắng kết quả đen, nghiệp đen kết quả trắng, không có. Hễ nghiệp mà toàn đen thì quả cũng toàn đen, mà nghiệp toàn trắng thì quả cũng toàn trắng. Mà nghiệp hỗn hợp có đen có trắng thì quả có trắng có đen. Và nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Đó là sự tương xứng. Thì cũng với một ngôn ngữ rất giản dị và rất rõ ràng, Ngài định nghĩa thế nào là nghiệp đen. Nghiệp đen có nghĩa là những hành động của thân, những lời nói của khẩu và những suy tư của ý. Nó mang cái tính cách hại người, hại mình hay hại cả hai. Ví dụ như bây giờ chúng tôi phiền giận một vị nào đó, mà chúng tôi muốn dùng cái lời nói của mình để mạt sát, để nặng nhẹ làm cho người đau khổ, thì cái đó là cái khổ hành gây tổn hại. Cái hậu quả khổ hành gây tổn hại là gì? Không bao giờ mình gây đau khổ người khác mà mình được hạnh phúc, không có. Khi mà Đức Phật Ngài định nghĩa về nghiệp đen, Ngài định nghĩa một cách rất là cô độc, rất là dễ hiểu, không có dài dòng. Lời nói, hành động, ý nghĩ mà gây tổn hại cho người, tổn hại cho mình, tổn hại cả hai, cái đó là nghiệp đen. Thì cái quả nó cũng là quả đen. Mà nếu hành động, lời nói, ý nghĩ mà không có gây tổn hại, mà mang lại an lạc cho người khác, thì nó phải kết quả trắng. Chúng ta là người con Phật, chúng ta là người tin lý nhân quả, mà chúng ta không tin điều đó đó, thì quả thật chúng ta có vấn đề. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải tin vào nhân quả. Mà tin vào nhân quả thì chúng ta phải tin vào sự tương xứng giữa nhân và quả. Bây giờ có nhiều khi chúng ta ở chùa càng lâu, nó có những phong trào như là phong thủy. Ví dụ như người nào đó nói chúng ta sửa chữ ký đi, thì sửa chữ ký của đời sẽ khá hơn. Hay là lấy chỗ qua đổi chỗ này, dời cái hồ nước chỗ kia thì mình sẽ là bạn khá hơn. Thì chúng ta cũng tin. Nhưng chúng ta coi chừng. Những niềm tin đó làm cho chúng ta thối thất tam quy. Niềm tin đó đó thì chúng ta dẫn chúng ta đến một cái điểm là chúng ta tin những thứ mà nó đi vượt ngoài cái nhân quả. Phật tử đi chùa lâu, bị nó mà nghe có người tai nạn, thì cứ nói tại năm nay tuổi tuổi này tuổi kia. Chúng ta bị tai nạn không phải do cái tuổi, mà chúng ta gây tai nạn, bị tai nạn đó là do cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp là cái gì của quá khứ mình không biết rõ. Thì mình không biết rõ thì mình nên nhận là mình không biết rõ. Mình đừng bao giờ mà mình không biết rõ mà nói càng. Nhưng mà thiên hạ thích nói càng, thiên hạ thích nói càng. Có những người mà nói những chuyện vô thưởng vô phạt, tự nhiên có chuyện xui xẻo đến gặp một vị thầy nói là có vong theo, tin chứ lắm, cúng đủ thứ hết.
Nhưng mà nếu mà một vị thầy nói rằng là thì cuộc sống có khi vui khi buồn, chúng ta nên chấp nhận như vậy và tìm sự tích cực để sống, thì họ không hoan hỷ. Ở trên đời này á, những vị thầy tu mà nói đúng Phật pháp thì người ta không hoan hỷ đâu, thường người ta hoan hỷ. Người ta muốn nghe những câu chuyện mà êm tai hay là câu chuyện bịa đặt, nói chuyện giống như vị thầy mà có thần thông, biết quá khứ, biết hiện tại, biết lai về được. Nhưng người ta rất thích như vậy. Đó là cái khổ của cuộc sống thôi, nhưng không thành vấn đề. Nhưng mà như vậy là chúng ta là Phật tử, chúng ta là con của Phật, chúng ta là người tin vào lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta tin vào nhân quả. Nhân quả thì rất đơn giản: lời nói, hành động, ý nghĩ mà gây tổn hại cho người, tổn hại cho mình, tổn hại cả hai, thì điều đó mang lại đau khổ. Mà lời nói, hành động, ý nghĩ mà mang lại hạnh phúc cho người, hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cả hai, thì đó là lời nói hiền thiện, tốt, tốt đẹp. Và cái gì mà nghiệp đen nó phải có quả đen, nghiệp nghiệp trắng kết quả trắng, mà nghiệp pha lẫn giữa trắng và đen kết quả giữa đen và trắng, vừa trắng vừa đen. Thưa quý vị, trong cái bản chánh kinh ấy, chúng tôi không biết là lúc mà người ta đánh máy, dường như người ta dùng một cái feature gọi là replace và họ làm lộn. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng bị lộn như vậy. Thật ra cái phần mà nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng á, thì nó có rất nhiều chữ không, nó bị dư. Và thí dụ như có người làm thân hành không, không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không không có tổn hại. Cái chỗ nào mà quý vị thấy có chữ không không á, chú ý làm ơn bỏ mất một chữ không, để quý vị quan hệ bỏ mất. Ở trong tiếng Việt của chúng ta, chữ không không là nó nghĩa khác, và nó không phải là ở trong cái văn tự quý vị. Dạ, cái chỗ nào quý vị thấy khẩu hành không không, ý hành không không, thân hành không không, bỏ mất chữ không dùng. Lâu lâu Thượng Tọa Từ Siêu cũng hơi bực mình về cái chuyện mà lỗi chính tả, nhưng mà nó có cái chuyện này là khi mà mình đánh máy đó, cách nhanh nhất là mình copy and paste. Dạ, copy and paste. Và cái tôi luôn cũng bị tổ trách. Tức là mình sao chép rồi mình dán vô, sao chép rồi dán vô, có khi tới là trùng. Dạ, mà đôi khi tổ trách thì nó cũng khi cái bản nó ra ngoài đọc rất là kỳ, thì chúng tôi không có sửa. Chúng tôi thấy chúng tôi không sửa, chúng tôi muốn nhắc quý vị là hãy coi chừng. Thì bây giờ về cái nghiệp mà pha lẫn giữa trắng và đen đó, thì chúng ta lấy một ví dụ như là Đức Phật đề cập đến trong bài kinh Chi Bát Cát. Có những người cúng dường đến chư tăng và Đức Phật, thì sự cúng dường đó là nghiệp trắng. Nhưng mà rồi cái gì mà họ, cái lễ phẩm mà họ cúng dường nó phát sinh không có hợp đạo. Ví dụ như là lễ phẩm nó do trộm cắp, hay là do ăn hối lộ, hoặc giả là do sát sanh, thì ở trong đó nó có những điều phi công đức. Thì thưa quý vị, một người trộm cắp đó là một điều phi công đức, nhưng mà khi họ lấy về nhà, họ có tiền có bạc rồi đó, thì họ đem cúng chùa, thì cái đó họ có chút công đức, nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp trắng lẫn đen, kết quả đen lẫn trắng. Trận đó nó vừa trắng vừa nó vừa trắng vừa đen, kết quả đen vừa trắng. Mà đa phần là chúng ta làm phước, chúng ta không để ý. Ở trong cái lời Tát Bạch có cái câu như vậy là: kính bạch chư tôn đức, những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, phát sanh của hợp đạo, chúng con thành tâm cúng dường để chư tăng. Có được hợp đạo, phát sinh hợp đạo, tức là những thứ đó là do bàn tay lương thiện, do mồ hôi nước mắt của dân khắc tặng người cho một cách hợp pháp. Bây giờ ví dụ như là có ai đã gửi tiền cho mình để cứu trợ bão lụt miền Trung, mình không đem tiền đi cứu trợ,
mà mình đem tiền đó mình cúng chùa. Ô, mình nghĩ rằng mình cúng chùa có phước hơn cứu trợ, mặc dù cái việc đó nó sai cái ý của cái vị thí chủ, mình tự bị khổ gì đó. Nhưng kỳ thật cái đó là sai, mình làm trái đi với cái ý người khác, thành ra mình gọi là nó phát sinh không hợp đạo và cúng dường không có hợp đạo, mặc dù nó là một sự cúng dường. Thì chúng ta nên hiểu, chúng ta nên hiểu một điều, đó là khi mà mình làm phước ở tại các quốc gia Phật giáo, người ta tổ chức một buổi trai tăng á, thì người ta tin rằng cái tác ý trong sạch đó là cái tác ý của một người có giới. Thí dụ như là ở trong ngày trai tăng người ta thọ giới, ngũ giới hay bát quan trai giới, và khi thọ giới hành trì, dù là 24 giờ hành trì bát quan trai giới đi nữa, thì họ tin rằng thời gian rất là trong sạch, và họ cũng hiểu rằng cái vật thực mà mình làm nó không phải do sát sanh. Thí dụ như là hôm nay mình đi làm lễ cúng dường đến chư tăng, mình không có mua con vật sống đem về để mà mình giết rồi mình cúng dường chư tăng, thì cái đó gọi là cái vật phát sanh hợp đạo mà cũng làm hợp sự lẽ đạo. Thì cái vật hợp đạo mình cúng dường lại có phước hơn là cái vật cúng dường cái vật phát sanh không có hợp đạo. Tại có những trường hợp mà trong phước sự mình nó là một sự lẫn lộn giữa cái trắng cái đen, diễn ra cái đen cái trắng. Mình thấy trong đời này không thiếu gì trường hợp có những người giàu có mà bị thất điên bắt đảo, bị phá sản, bị con cái là phá sản hay là bị trộm cắp, bị nước lửa vân vân. Chúng tôi nói điều này ra thì chỉ là nói về nhân quả thôi, nhưng mà quý vị cũng không nên nói lại. Lấy ví dụ như là chúng ta làm ăn giàu có, đó là do cái phúc quả quá khứ, nhưng mà rồi tài sản đó bị thiên tai, bị chiến tranh, ví dụ thiên tai như là mưa bão, chiến tranh, bom đạn, hay là bị đánh cắp vân vân, thì cái chuyện mà tổn hại đó, đó nó xảy ra đó là cái hình ảnh của một người như vậy, gọi là cái quả trắng thành đen, do cái nghiệp đen trắng, do nghiệp đen trắng, tức là khi mình làm phước trong quá khứ thì có khi mình có cái tâm thiện nhưng mà vật phát sanh không có hợp đạo. Vật phát sanh không hợp đạo, ví dụ như bây giờ mình làm quan chức mà mình ăn hối lộ, mình chèn ép người này người kia, mình lợi dụng lúc họ khổ họ cần, mình lấy tiền lấy bạc của họ, thì mình giàu có để mua cúng chùa cúng chư tăng, thì mình nghĩ là có phước, nhưng mà thật ra cái hành động của mình đó, nó có thiện nhưng mà nó lại có pha lẫn cái bất thiện. Hành động có trắng lẫn đen, kết quả đen lẫn trắng. Đời này mình sinh ra đó, có những cái mình được, có những cái không được, bởi vì ở trong đời này không phải ai sinh ra với một cái thiện nghiệp thì cũng sinh ra với sự may mắn, may mắn có hoại đâu. Và chúng ta nhớ rằng ở nhiều trường hợp đó, là họ được mặt này mà họ lại không được mặt kia. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những người mà tài tình thiên cổ lụy, và chữ tài liền với chữ tai một phần, hay là hồng gan bạc mệnh, như ta nói là lạ gì bí sắc tứ phong, trời xanh quan khỏi bác không đánh ghen, sinh ra đời là một người đẹp đẽ kiều mị, đó là một cái phước, nhưng mà do cái đẹp đẽ đó mình bị lụy đó, đó là cái họa. Thì cái phúc họa khôn lường, phúc họa nó trộn lẫn với nhau đó, nó cũng là do cái nghiệp trong quá khứ mình có trắng lẫn đen, mình kết quả đen cũng trắng. Dĩ nhiên không phải ai ở đời đẹp đều là khổ hết, và có những người đẹp còn khổ, người đẹp không khổ. Không phải ai giàu cũng là khổ, mà có những người giàu á có tiền nhiều nhưng không khổ vì tiền. Thì mình nhớ điều như vậy là cái quả phúc của mình đó, nó có trọn vẹn hay không trọn vẹn đó, nó bên cạnh đó nó còn có cái tính chất là cái nghiệp đó nó có thanh tịnh, có tốt đẹp hay không.
Và cái thanh tịnh trong cái phước sự mình làm là do cái giới, do dự giới. Một người bố thí mà không có trì giới đó, thì có thể họ rất là giàu có, nhưng mà họ thì bị mất mát, bị khánh tận, bị ba chìm bảy nổi, mình thấy rất là nhiều chứ không ít. Bởi vì sao? Là cái phước của mình làm, không có trọn, nó không có thuần, không có thuần thiện, mà nó pha lẫn bất thiện ở trong đó. Nhưng mà có điều này nó hơi khó hiểu một chút. Và cái đoạn này là đoạn mà nghiệp không trắng không đen, chỉ cái kết quả không đen không trắng. Nghiệp không trắng không đen, kết quả không đen không trắng. Ở đây Đức Phật Ngài nói thì cái nghiệp dẫn đến đoạn nghiệp, là sở dĩ gọi là nghiệp đó, là vì nó có cái chetana hay là tư tâm sở, thuộc tính tư, tức là cái chủ tâm tạo tác. Và cái thuộc tính, cái tư niệm đó, nó nằm ở trong tâm đạo. Tâm đạo như chúng ta học ở trong lớp Thắng Pháp, tâm đạo siêu thế. Tâm đạo là đoạn nghiệp, đoạn phiền não, và đặc biệt là ở trong tâm tứ đạo. Tâm tứ đạo tức là Đức Quả quả A-la-hán, thì cái tứ đạo đó nó tạo nên tâm quả, nhưng mà tâm quả là sát trừ nghiệp. Vì A-la-hán thì trở thành đoạn tận vô minh và ái dục, do đó cái tâm quả, vì đó là cái tâm gọi là quả của tâm đạo, hay là sau đó vì đã sống bằng cái tâm kiriya, chúng ta gọi là tâm tố, tịnh hảo, thì thứ vì tâm đó không có tạo nghiệp, và tâm đó tâm của vị A La Hán. Thì tâm đạo được gọi là tâm thiện siêu thế. Ở đây chúng tôi không có đi quá xa, là bởi vì điều này chúng ta đã giảng trong phần lớp Thắng Pháp rồi. Nhưng mà khi mà nghiệp không đen không trắng, quả báo đưa đến không trắng không đen đó, là chỉ cho một cái vị A-la-hán đắc đạo. Và do sự đắc đạo đó bị đoạn tận cái mầm mống của nghiệp, của vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục ở đây tức là như chúng ta thấy trong năm thượng phần cái sự cũng đã đoạn rồi, năm hạ phần đoạn rồi, tức là dục ái và sân đoạn rồi. Nhưng mà trong thượng phần cái sự là ái sắc, ái vô sắc, rồi vô minh, thì vô minh và ái được đoạn tận hết. Thì lúc đó đó, vì đó không có tức là lấy nghiệp đoạn nghiệp, và lấy nghiệp đoạn nghiệp, thì nghiệp đoạn nghiệp á gọi là điều nghiệp không trắng không đen, kết quả không đen không trắng. Và thưa quý vị, sau khi Đức Phật Ngài giảng điều này thì chúng ta cũng phải nhận rằng hai vị này, Buna và Siniya đó, do cái nghiệp ở trong quá khứ nên đã phí một thời gian dài cho sự hành trì bổ ích. Nhưng mà cũng do cái nghiệp của quá khứ. Thường thường á, thưa quý vị, mình tu ở đời á, mà cái tâm mình hay biếm nhẹ, hay khinh khi, hay coi thường người khác, thì đời sau mình tu nó có những cái chướng nghiệp lạ lắm. Dạ. Do cái chướng nghiệp đó đó mà mình đời sau mình tu lạc, nhưng mà lạc rồi mình cũng trở về được. Tại vì có ba la mật. Thì hai vị này Siniya và Buddha đó, Buddha tức là người tu hành con bò, Siniya tu hành con chó, thì đã có một thời gian dài hành trì hai cái đặc hạnh con chó con bò, nó mất rất nhiều thời giờ và tự làm khổ mình. Nhưng mà nhờ gặp Đức Phật, nghe thuyết pháp và tỉnh ngộ, thì ở trong hai người đó như chúng ta nghe nói về Buddha đó, thì từ bỏ cái hạnh con bò, và Buddha đã trở thành một cư sĩ tại gia để tử Phật, tức là trở về cuộc sống bình thường, rất là bình thường, lại có cái tính Long Quy Y Tam Bảo. Nhưng mà riêng về cẩu hành giả Siniya đó, thì bác tâm xuất gia theo Phật pháp. Và ở đây cũng chi tiết rất là đẹp, muốn xuất gia lắm. Và Đức Phật nói rằng những người mà tu theo ngoại giáo đó, đây là cái luật Đức Phật cũng ban hành, thì vào tu Phật giáo thì vị phải sống biệt trú 6 tháng, và nếu chưa thấy được thì sẽ cho tu. Thì thông thường có nhiều người nghe về cũng nản, tại vì sao mình muốn đi tu mà không cho mình tu liền. Mình muốn tu mặc y, mình muốn tu, mình sống giữa chư tỳ kheo tăng như một thành viên thực thụ. Nhưng mà Siniya thì không. Siniya
muốn xuất gia lắm, nhưng mà với cái tâm thành muốn xuất gia lại chấp nhận tất cả điều kiện, 6 tháng cũng được, mà 4 năm cũng được, và bằng cho đến khi nào chư tỳ kheo chấp nhận thì cho tu. Nhưng mà Đức Phật ngài, bởi vì Đức Phật là bậc đạo sư, bởi vì Đức Phật là bậc pháp phương, thành ra ngài có cái quyền, ngài có cái quyền gia giảm, và ở đây ngài cho Sri Yashikala gia liệt, và không lâu thì vị đã trở thành một vị A La Hán, là vị hoàn toàn giải thoát. Thì thưa quý vị, tóm lại trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có 4 điểm mà chúng ta cần nhớ, đó là cái lối sống hiện tại của chúng ta. Và nếu cái lối sống đó là chuyên trì một đặc hạnh, thì có thể chúng ta sẽ tạo một cái phiên bản ở trong tương lai tương tự như vậy. Và một người chuyên theo hạnh con bò sẽ làm bò, chuyên thành con chó, con chó. Đó là trường hợp dạng nhất. Dạng nhất thì trở thành một phiên bản giống như mình đang có, trong hiện tại. Cái thứ hai đó là nếu mà ở trong sự hành trì đó mà có tà kiến, thì do cái tà kiến đó, do cái tà kiến sinh vào địa ngục hoặc là bạc sanh. Điều thứ ba đó mà chúng ta nhớ là hiện tại và tương lai kết nối bằng nhân quả, và nhân quả nó luôn luôn có sự tương ứng. Nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả khổ. Không bao giờ có trường hợp mà nhân lành sinh ra quả khổ, hay là nhân ác sinh ra quả lành. Nhưng mà có trường hợp hỗn hợp, là cái đời sống nó vừa thiện vừa ác, thì quả báo nó vừa vui vừa khổ. Và Đức Phật dùng cái chữ rất là tương xứng ở đây, ngài dịch là nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp vừa trắng vừa đen kết quả vừa đen vừa trắng, và nghiệp không trắng không đen kết quả không đen không trắng. Cái nghiệp mà không trắng không đen, tức là trường hợp thứ tư đó, là nói đến tâm đạo của A-la-hán. Tâm đạo đó là gọi là tâm thiện siêu thế, là một loại tâm mang cái chất thiện tạo ra tâm quả. Nhưng mà trong cái tâm thiện đó lại là đoạn tận nghiệp, do đó vì nó trở thành một vị sống mà không có tạo thêm cái nghiệp sinh tử, và tất cả hành động trở thành kiri giá, tức là tâm tố hay tâm duy tắc về sau này. Thưa quý vị, hôm nay thì là bài giảng của Thượng tọa Tuệ Quyền. Lúc này là mùa dân y bắt đầu. Chúng tôi thì nhập hạ theo tháng nhuận, thật ra cũng mới ra hạ và mới bản hạ. Và bên Phật giáo Nam Tông thì nhập hạ từ tháng rằm tháng 9 cho đến rằm tháng từ rằm tháng nhập hạ là rằm 6 rằm 9, và từ rằm tháng 9 rằm tháng 10 là mãn hạ. Và sau khi mãn hạ đó thì có một tháng để tổ chức lễ dân y Kathirat từ rằm 9 đến rằm tháng 10. Tháng này có lẽ là tháng mà Di Tăng ở Việt Nam bận rộn đi dĩ dân y nhiều, và sẽ có một số vị vắng mặt. Là thỉnh thoảng quý vị nghe chúng tôi điều khuyết, không phải là tại sao mùa này chúng tôi lại nói nhiều hơn mùa khác, là bởi vì chúng tôi vẫn sự bận và chúng tôi điều khuyết thôi. Thì hôm nay chúng tôi điều khuyết thay cho Thượng tọa Tuệ Quyền. Bây giờ thì quý vị chờ một chút, bạch thưa Thượng tọa Tuệ Sư, không biết Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Sư nghe được, kính thỉnh Thượng tọa nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi là không biết Thượng tọa Tuệ Sư có trước máy và có nghe được không? Dường như Thượng tọa Tuệ Sư không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng tọa nói cho vài lời. Dường như Thượng tọa, dạ thấy rồi, Thượng tọa Pháp Tân nghe được. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá.
Nam mô Sakkhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và ở đây thì hôm nay đó thì chúng ta học cái bài học nói đến cái kinh của hai vị hành giả, Ngu Hành Giả và Cậu Hành Giả. Thì trong cuộc đời này đó thì mỗi chúng sanh đó thì dễ coi như là chúng ta dễ bị hầu như là chúng ta chịu cái sự chi phối của nghiệp rất là không thể nào mà chúng ta không có chịu cái sự chi phối của nghiệp. Vậy thì trong cái đời sống hàng ngày đó thì nó một cái suy nghĩ, rồi một cái lời nói hay là một hành động, nhất cử nhất động đó, thì nếu chúng ta có cái sự chú ý thì trong đó nó có những cái sự tác tạo ra nghiệp. Vậy cho nên là mình thấy ở đây có hai cái người tu gọi là Ngu Hành Giả và Cậu Hành Giả, tức là học theo cái hạnh, cái việc, cái hành vi của cái con vật, rồi họ làm theo giống như vậy. Tức là ăn đi đứng hay là ăn hay là cái cử chỉ sao của con chó là sao thì vì đó lại. Rồi một vị thì làm theo cái hành vi của con bò, cho nên là vẫn làm như vậy, làm mà làm một cách rất miệt mài, thích thú ở trong đó. Thì do cái suy nghĩ rằng là bởi cái sở hành việc làm của mình như vậy thì sẽ mang đến cái sự an lạc, giải thoát theo cái cách mà họ nghĩ đó là cái cách tu của họ, cách trao tâm sửa tánh của họ. Mà chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Mỗi người chọn cho mình một cái cách tu. Rồi cái cách tu đó nghĩ rằng thì mình cứ tu đi rồi tốt. Kỳ thật thì chúng ta thấy rằng có cái chịu cái tri kiến của mình, tức là cái tri kiến của mình nó đã sai lệch. Bởi vì cái hành vi mà mình làm theo cái con vật như con bò hay là con chó mà nghĩ rằng nó có cái kết quả của cái sự giải thoát an lạc thì điều đó nó không phải. Điều đó nó không đúng như vậy. Bởi vì do cái tà kiến. Khi mà có cái tà kiến như vậy đó thì khiến cho họ có những cái hành vi sai lệch. Thì đằng này đó chúng ta thấy rằng là như mình thấy rằng có những người đó nghĩ rằng mình phải ăn cái loại này hay là mình uống cái loại kia, hoặc là mình là ngồi chồm hổm, hoặc là mình phơi nắng, mình ngâm mình dưới nước, hoặc là mình bôi tro trét trấu lên trên người, nghĩ rằng cái đó là sẽ là mang đến cái lợi ích cho chính mình, cái sự tu tập giải thoát của mình. Nhưng mà sự thật ra những cái điều đó nó không đúng. Bởi vì nếu mà mình làm những cái hành vi đó, nó không có một chút mảy may nào làm cho cái phiền não nội tâm của mình nó giảm hết. Mà lại nó chứa chấp những cái tà kiến, cái sự sai lệch, cái quan điểm sai lệch như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta vừa cái người đó bị chi phối bởi tham mà nó liên quan tới tà kiến. Cho nên tham mà đi đôi với tà kiến thì cũng có thể là dẫn đến khổ cảnh, là dễ có chuyện mà
từ đó nó có thể xảy ra. Cho nên là với ở trong đạo Phật, chúng ta thấy rằng là với cái việc mà ở trong đạo Phật mình tu tập là chúng ta cần có cái chánh kiến, tức là thấy biết đúng, thấy biết đúng, đúng cái gì, biết đúng cái gì. Tức là chúng ta suy gẫm lại đó, là sở dĩ mà chúng ta luân hồi đó là do phiền não, do tham ái, do vô minh. Vô minh cho nên là làm sai mà không biết rằng mình làm sai, hành vi sai mà không biết mình làm sai. Rồi do tham ái, tức là do tham ái, tức là do cái tham ái đó cho nên khiến cho mình có những cái hành động, có những cái ước muốn mà mình nghĩ rằng chính cái hành động, cái ước muốn nó đem lại cái lợi lạc trên phương diện tu tập của chính mình. Cho nên là sở dĩ mà chúng ta luân hồi là do phiền não, tham minh, vô minh, tham ái, rồi sự chấp thủ. Khi mà có những điều đó, đó cho nên khiến chúng ta cái hành động, thì hành động như thế nào thì nó sẽ có kết quả như thế ấy thôi. Thế rằng chúng ta thấy rằng cái người tu á, Đức Phật dạy rằng cái việc mà mình có chánh kiến á, là quan trọng. Khi mà mình không cho cánh chánh kiến á, thì mình đã định hướng nó sai rồi. Tà kiến thì định hướng nó đã sai rồi. Mình có cái nỗ lực chừng nào thì nó lại càng xa vời mục tiêu chừng nấy. Chúng ta lưu ý vậy. Cho nên nếu mà mình định hướng nó đúng á, thì mình nỗ lực nhiều á, tinh tấn càng nhiều á, chúng ta đi nó mau tới. Còn nếu mà tinh tấn ít chút á, thì chúng ta lâu tới đích một chút. Còn nếu chúng ta tinh tấn vừa vừa thì chúng ta cũng sẽ lần lượt thì chúng ta cũng sẽ đạt đến cái mục đích cuối cùng của mình. Thì bây giờ khi chúng ta thấy rằng là mình do rằng mình đã đạt đúng mục đích, tức là cái chánh kiến của mình có, chánh tư duy của mình có, thì cái sự nỗ lực của mình có nữa nữa, thì sớm muộn mình sẽ đến cái đích điểm của mình là tu tập giải thoát. Còn một người mà đi xa cái mục đích, tức là do có tà kiến, nó không đúng, do có cái tà tư duy, tức là nghĩ rằng cái hành động đó nó sẽ là mang đến cái lợi lạc của chính mình, cho nên là mình lại cố gắng nỗ lực, thì càng nỗ lực nó lại càng xa mục đích, mục tiêu chừng nấy. Đó là điều mà chúng ta thấy ở đây. Dạ, quý vị còn nghe không ạ? Dạ, bây giờ con thấy Thượng Tọa có một cái câu hỏi rồi. Kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thu kính trình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu. Thượng Tọa có thể trả lời cho câu số 1 là chúng ta thường có sự phân định rõ ràng là nghiệp trắng là trắng, đen là đen. Dĩ nhiên là khi mình nói nghiệp đen, nghiệp trắng á, và nó kết quả lên trắng, đen là chúng ta nói chuyện khác. Nhưng mà có những cái nghiệp mà ở trên phương diện lý á, thì nó hoàn toàn là nghiệp thiện. Thí dụ như ông thầy, thí dụ bản thân của Thượng Tọa là một vị thầy dạy học trò. Mình dạy học trò, mình có lương tâm, mình có trách nhiệm, và mình có tâm tư với học trò, tâm bi với học trò. Và do có lương tâm, có trách nhiệm, có tâm từ bi, mình muốn học trò tốt. Mình muốn học trò tốt đôi khi phải la. Nhưng mà la hoài đó thì nó trở thành một cái thói quen xấu, là thói quen hay nói nặng. Thì cái thói quen mà hay nói nặng đó, nó có được xem là một cái chút ít nghiệp, ít chút quả đen hay là nghiệp đen không? Xin cái thỉnh ý kiến của Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Điều này chúng ta có trí tuệ, chúng ta suy nghĩ sẽ ra thôi. Ở đây theo Phật giáo thì tâm nó sẽ nghiệp, nó sẽ xuất phát từ ở cái chỗ chitana, tức là tư, cái sự tư mà nó phối hợp với tâm đó. Tâm thiện thì nó cho quả tốt, mà phối hợp tâm bất thiện thì cho quả xấu. Công thức đó là như vậy. Thì bây giờ dầu cho cái công việc của chúng ta là công việc làm tốt, nhưng mà đang trong lúc mà chúng ta thực hành cái công việc đó, nếu mà chúng ta có xen lẫn cái tâm sân, để nói bằng cái tâm sân, hay là mình đánh đập người khác bằng cái tâm sân, thì như vậy mình cũng tạo nghiệp rồi, tạo nghiệp ác. Tớ không phải là ác lắm, nhưng mà đó là tạo nghiệp bất thiện. Đây là trường hợp thí dụ như ông thầy dạy người học trò, thì muốn cho người học trò nên đó là cái tâm thiện là tốt, ông thầy có cái tâm tốt. Nhưng mà lúc dạy thì phải khởi lên cái dạy dỗ, có cái thói quen la rầy, mà hãy la rầy bằng cái tâm sân á, thì đương nhiên là cái đó là tạo nghiệp xấu. Nói là như vậy. Nhắc đến cái điểm này đó, thì thật ra thì chính chúng tôi là người ở trong cuộc, chúng tôi biết. Ngày xưa khi mà chúng tôi dạy đó, là chúng tôi có đôi khi bực mình. Những vị tăng sinh mà họ học lười, hoặc là họ không có cái sự chú tâm, hoặc là họ học dở vân vân, nói đi nói lại nhiều lần mà họ cũng tưởng như là không hiểu, thì lúc đó bực bội mình la rầy. Thì cái điều đó tự chúng tôi biết là sân quen thành nết, và sau này đó sẽ ảnh hưởng do cái thường cận nghi duyên. Bởi vì sau này khi mà chúng tôi dạy học đó, khi mà chúng tôi về già sắp chết rồi đó, thì chúng tôi bắt đầu dễ tánh, chúng tôi chỉ cười xòa thôi, để mỗi chúng sanh có việc riêng, nghe hiểu thì tốt, không hiểu thì thôi, mình đâu có hơi sức nào mà phải la rầy hay phải gắt gỏng hay là phải nổi nóng lên để làm cho cái nghiệp của mình, cái thường cận ý duyên sao thành cái nết. Và do đó thưa quý vị, đây cũng là một trường hợp nghiệp trắng và đen, cái kết quả cũng trắng và đen lẫn lộn. Cái trường hợp này chúng ta không cần phải biện minh, là bởi vì tự chúng ta có nghiệp đen, tức là do cái tâm bất thiện, tâm sân sinh khởi, thì đó chúng ta ráng, chúng ta chịu. Thậm chí một cái trường hợp thế này, một vị pháp sư mà lên thuyết pháp thuyết Phật ngôn là thiện pháp rồi, là thiện nghiệp, nhưng mà khi mà thuyết như vậy đó,
Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái lời chê bai người khác, hay là phỉ báng người khác, thì như vậy bằng cái tâm đó thì cũng tạo tạo ra cái nghiệp bất thiện, chứ không phải là không có đâu. Nói tóm lại là khi nào mà chúng ta tạo cái thiện nghiệp, mà cái thiện nghiệp đó thuộc về thiện nghiệp dục giới đó, thì nó thường hay có trường hợp nghiệp trắng có lẫn lộn nghiệp đen, để rồi trong tương lai cái quả trắng có lẫn lộn với cái quả đen. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi số 1 thường gọi cho đẳng vừa đưa người nó buông cái thai nhà. Sa thú kính trình chư tòa tuyệt siêu. Bạch thường tòa tuyệt siêu có một điều để xin thỉnh thường tòa giảng đó, là ở trong đoạn kinh hôm nay có một cái có một đoạn mà có nhiều người thấy hơi khó hiểu và khó chấp nhận, đó là cái quả của tà kiến. Ví dụ một người mà tu thiền hạnh con chó mà chỉ tin rằng tu như vậy đời sau được an lạc, đó là tà kiến, đồng ý. Nhưng mà nói cho cùng thì mình làm như vậy, mình tin như vậy thì đâu có hại đến ai nhiều đâu, mà tại sao nó phải dẫn sanh vào địa ngục? Thì đó có thể giải thích là tại sao có cái trường hợp như được đề cập ở trong bài kinh này đó. Thì tà kiến á, lại có một cái quả rất là nặng. Thật ra đối với nhiều người nghĩ rằng đồng ý là mình tu thành con bò con chó mình tu sai thôi, và cái đó cũng chưa là nặng, tại mình đâu bắt ai phải làm đâu, chỉ có mình tu thôi, và mình tin thì cũng đừng tin thôi, nhưng mà lại sinh vào địa ngục sinh. Thì đâu có nghĩ dây rõ về điểm này, kính thỉnh thưa tôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, không phải đợi đến tà kiến mà có gây hại cho người khác mới là sanh xuống địa ngục, cũng như những người họ có tà kiến cúng tế thần lửa rồi họ phải giết thú vật để lấy báo tế thần, cái đó thì ác quá, sanh xuống địa ngục phải rồi. Nhưng mà không phải đợi như vậy mới sanh xuống địa ngục, mà chỉ cần một người mà chấp nhận sai với cái chân lý, làm cho cái tư tưởng của họ được gọi là kiến điên đảo, gọi là vipalasaniti, kiến điên đảo. Cái chi kiến điên đảo đó là cũng đã làm cho họ bị ám ảnh
trước khi lâm chung. Và do vậy, sau khi mệnh chung, họ sanh xuống địa ngục. Ở trường hợp đó rất là dễ hiểu, là bởi vì khi một người có tri kiến điên đảo, có tà kiến, tức là họ bóp méo với sự thật, họ sửa bóp méo với chân lý, và họ có một cái suy nghĩ chống trái lại với cái tư tưởng của các bậc thánh. Dù cho họ biết hay không biết các bậc thánh là ai, nhưng mà khi mà họ có cái tà kiến đó rồi thì họ không bao giờ họ chấp nhận một cái quan điểm nào trái ngược lại với cái quan điểm của họ đang có. Thì chính vì lẽ đó họ phải rơi vào địa ngục. Cái trường hợp đó là trường hợp mà chúng ta không phải là khó hiểu. Ở đây Đức Phật Ngài trả lời cho câu hỏi của hai vị đạo sĩ Cổng Hành Giả và Gương Hành Giả. Người nào lập hạnh, có cái sở hành như con chó, tư tưởng giống như con chó, sau khi chết sẽ sanh vào cái chủng loại của loài chó. Nếu người đó có tà kiến, nghĩa là nghĩ sai với cái chân lý, cho rằng chỉ có cái hạnh này, chỉ có cái hạnh con chó này mới là sanh từ cõi trời. Đây là sự thật, còn tất cả cái điều khác là sai. Thì do cái tà kiến đó họ sanh xuống địa ngục. Người mà dù cho họ không có chỉ theo cái cách tà kiến, họ chỉ cần có cái sự tinh tấn thực hành cái hạnh tu như con chó, như con bò, chỉ cần cái thường cẩn cái duyên đó suốt cả ngày, từ ngày này qua ngày khác, họ đều có cái sự suy nghĩ thiên nặng về cái loài chó hay là loài bò mà họ tu tập đó, thì cái đó nó trở thành cái thường tượng y duyên cho họ sanh vào cái chủng loại bạc sanh này. Bởi thế ở trong một bài kinh của Trung Bộ Kinh đó, Đức Phật có dạy rằng là khi suy nghĩ nhiều về cái gì thì sẽ có khuynh hướng về cái đó. Cũng giống như cây mà chúng ta trồng ở mép, ở phía bên đầu nó chặn nắng, thì cái nhánh cây hay cái lá cây nó đều hướng về phía bên nắng. Trong cái cuộc sống chúng ta tu tập cũng vậy, hễ chúng ta có cái
suy nghĩ nhiều về cái gì, có khuynh hướng nhiều về cái gì, thì chúng ta sẽ thiên nặng về cái đó và rơi vào những cái cảnh khổ tương ứng với cái mà họ suy nghĩ. Còn nếu như mà họ vừa có cái khuynh hướng đó mà vừa có tà kiến cho rằng chỉ có cái này thật là thật, cái khác là hư hư ngụy, thì có cái tà kiến như vậy đó, thì họ rơi xuống địa ngục. Cái đó là do họ chấp theo cái tà kiến xa lạc. Thì đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu thảo luận số 2. Sa thú kính trình thượng tọa thiền sư. Bạch thượng tọa thiền sư, nhân thượng tọa có mặt ở trước máy đó, thượng tọa có nghĩ giải thích là đối với người mình đi tu á, là mình sống như thế nào để tạo thành thói quen tốt á, nó quan trọng lắm phải không? Thí dụ như là thói quen tụng kinh mỗi ngày, thói quen lại Phật, thói quen đảnh lễ các vị tôn túc, thói quen đi đứng trang nghiêm, thì thượng tọa có nghĩ rằng đối với người tu, nhất là những vị xuất gia, thì cái thói quen tốt nó là một cái gì rất là quan trọng để tạo thành, ngay cả nó quan trọng hơn là đời, cái quả đời sau nữa. Thượng tọa có nghĩ vậy không? Xin kính thỉnh thượng tọa. Đức Phật của thầy chứ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong thắng pháp phi tâm á, bộ duy hệ bát thanh á, thì khi mà nói đến cái vị thời nghiệp duyên và cái thường cận ý duyên, thì nó có cái sự tấu hợp với nhau, hiệp lực với nhau. Nếu một người đang tạo nghiệp chính khi đang tạo nghiệp đó, nó có những cái thói quen đi kèm, thì cái đó chúng ta gọi là thường cận y duyên, và tạo nghiệp thì gọi là vị thời nghiệp duyên. Thì hãy vị thời nghiệp duyên cho quả vị thục, thì quả đó tròn hay méo nó ảnh hưởng do cái thói quen. Bây giờ ở các nông trại đó, người nông dân họ trồng hoa quả, họ trồng dưa hấu, cái kỹ thuật họ trồng bây giờ thì quý vị, họ có thể đặt một trái dưa bé, cái nụ dưa đó nó nằm ở trong một cái hộp vuông hay là cái hộp tròn dài hình bầu dục. Rồi khi mà trái dưa hấu đó mà nó phát triển, nó lớn lên ở trong cái môi trường như vậy đó, thì đến khi mà nó chín tới để mà người ta thu hoạch đó, thì có cái loại dưa bán ở ngoài chợ siêu thị mà chúng ta thấy nó hình vuông, nó là một khối vuông, nó là một khối vuông, hay là cái khối bầu dục,
Thì ở đây chúng tôi nói lên như vậy đó để trình bày cái ý nghĩa là việc mà trồng dưa cũng giống dưa tạo nghiệp. Mà khi người ta đặt một cái hộp khối vuông hay là một cái hộp hình khối bầu dục, thì cái này cũng giống như là cái thói quen, cái thường tật gây duyên. Một mặt thứ hai đó, thì khi mà chúng ta hỏi cái vấn đề là đối với người đi tu thì cái lối sống tạo nên những cái thói quen tốt nó có quan trọng hơn là tạo nghiệp tốt để đưa quả vị thuộc đời sau không? Thì ở đây thưa quý vị, cái thói quen tốt trong lúc mà thực hiện cái thói quen tốt thì lúc đó nó đã tạo nghiệp. Thí dụ như một người tu mà họ có thói quen là sáng hôm nào ở Tích Lan á, thưa quý vị, các vị tỳ kheo sáng trước khi đi khất thực là có thói quen là họ đi đến một cái bảo tháp thờ Xá Lợi Đức Phật hay là thờ Kim Thân Phật, có thói quen đi đến đảnh lễ của bảo tháp xong rồi đi. Cái thói quen đó nó đã trở thành một cái thiện nghiệp, hay chúng ta gọi Ajakamma là một cái thường nghiệp, một cái nghiệp thiện thuộc về thường nghiệp, làm thường xuyên làm thành thói quen. Cho nên cái chuyện mà làm thành cái thói quen á, nó có hai nghĩa. Một là tạo thiện nghiệp cho thành một cái thói quen, đó là tốt nhất. Còn thứ hai là khi mà có một cái thói quen tốt, khi mà làm thiện nghiệp thì cái đó cũng là tốt. Chứ còn nếu như mà cái tạo thiện nghiệp nhưng mà có thói quen không tốt thì như vậy nó trở thành cái nghiệp trắng nghiệp đen lẫn lộn, cái nghiệp trắng nghiệp đen lẫn lộn. Có những người thưa quý vị, thí dụ có một vài người cư sĩ họ có cái thói quen là họ có cái ý định cúng chùa bao nhiêu thì bao nhiêu, cho nên khi mà họ đưa cái tờ tờ bạc nhiều hơn thì khi mà họ đối với cái người thu ngân của ban tổ chức là thối họ lại, vì họ chỉ cúng dường chừng chừng ấy thôi. Thì ở đây thưa quý vị, tất nhiên cái chuyện đó là chuyện mà người ta thấy đó là bình thường, bởi vì thí dụ như cầm 100 đồng mà muốn cúng 50 đồng thôi thì họ nói tôi cúng 50 đồng, bây giờ tôi đưa tờ giấy 100 thối lại cho 50. Thì thưa quý vị, cái chuyện đó thì nó sầm vắng, nhưng mà nó trở thành cái thói quen, tức là
làm phước và không dám bỏ bỏ hết, mà phải nhắc lại cho vừa đủ theo cái tâm nguyện của họ, ước muốn của họ. Thì như vậy cái thói quen này nó cũng không phải là tốt đâu. Cái thói quen này không phải là tốt, dù cho họ đang làm cái thiện nghiệp, nhưng mà cái thói quen đó nó sẽ ảnh hưởng. Thí dụ như bây giờ một người có cái thói quen, hễ mà họ cho ai một cái gì đó thì họ phải lên giọng kẻ cả, họ xài xẻ một chút rồi họ mới cho. Thì cái đó cũng là cái thói quen, nhưng mà cái thói quen đó là thói quen xấu chứ không phải là thói quen tốt. Bởi vì trước sau thì cũng cho, nhưng mà cho mà phải rầy rà người ta, xài xẻ người ta một chút rồi mới cho. Thì như vậy cái quả gì thuộc trong tương lai, họ có được tài sản nhưng mà tài sản phát sinh đến họ nó không phải được suôn sẻ, mà phải bị người ta dằn vặt xong rồi rồi người ta mới giúp đỡ vân vân. Thì ở đây đó chúng ta cũng không thể mà nói tạo nên những cái thói quen tốt là quan trọng hơn là tạo cái nghiệp tốt để đưa cái gì thôi. Bởi vì cái nghiệp vị thời trong đó nó đã có cái thường cận y duyên, nghiệp về thời duyên có, đã có cái thường cận y duyên ở trong đó rồi, nó hiệp lực gọi là sắp phai giác. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng miễn sao mình tạo cái thói quen tốt là quý hơn là tạo nghiệp tốt. Cái trường hợp đó nó không phải, thưa quý vị. Cái thói quen tốt thì trong cái thói quen tốt đó đã có cái nghiệp, nghiệp tốt rồi. Cho nên chỉ nghĩ rằng tạo thói quen tốt thôi, bỏ cái nghiệp, chúng ta phủ nhận cái nghiệp thì không được. Hễ có cái thói quen mà được gọi là tốt thì đương nhiên là phải tạo nghiệp tốt. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đản như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng thượng tọa tu sư. Cũng khuya rồi để tỉnh thượng tọa đi sự siêu đi ngủ. Còn vài giây phút sau cùng thì chúng tôi muốn nhắc tất cả quý vị, nhất là những Phật tử đang ở tại Hoa Kỳ, cũng như những các nơi mà quý vị quan tâm đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Điều thứ nhất là mong rằng ở trong mọi trường hợp chúng ta sống thì nên đặc biệt quan tâm đến sự an toàn và sự an toàn của mình và những người xung quanh mình. Ở trong cái thời kỳ có nhiều cái nhiễu loạn, có nhiều cái cực đoan, có nhiều sự bất đồng, những người mà có cái tâm tính bất thường, họ dễ tạo ra những cái đau thương không có cần thiết cho những người xung quanh. Mà những người bất thường như vậy trong xã hội rất là nhiều, mà cái xu thế của xã hội ngày nay là rất nặng về cảm xúc, rất nặng về thương ghét, có khi đến mức độ cực đoan nữa. Thì vấn đề an toàn mình phải để ý. Trên phương diện tâm lý đó, thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta hay bị rơi vào trong cái trường hợp thắng bại. Và nhớ lời Đức Phật dạy là thắng thêm nuôi dưỡng hận thù, khổ đau kẻ bại nghìn thu khổ sầu. Chúng ta nghĩ thì thắng cái bại nó quan trọng, nhưng mà đừng quên một điều rằng Đức Phật dạy chúng ta sống vượt lên trên cái thắng bại. Nói cho cùng thì rốt cuộc rồi, cái thắng và bại trong cuộc đời này ở bên ngoài nó không quan trọng bằng chính cái thắng bại trong lòng mình.
con người chúng ta hay đặt quá nặng về việc đó, làm cho tâm của chúng ta bị chao đảo. Nên giữ tốt tâm lý. Chúng tôi biết rằng ở trong cuộc sống ngày hôm nay, nhất là trong một hoàn cảnh chính trị tại Hoa Kỳ, thì vấn đề thắng bại nó trở thành một vấn đề cân não, nó trở thành một vấn đề mà sinh tử với nhiều người. Nhưng mà chúng ta nên bình tâm lại đi, xét lại là thắng bại nó không phải là một chuyện quan trọng như chúng ta nghĩ. Và thưa quý vị, điều thứ ba mà chúng tôi nên muốn nói tại đây rằng chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là con Phật. Con Phật tu theo Đức Phật đó, thì chúng ta không có bỏ đi cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ bi hỷ xả của chúng ta đó là mong cho tất cả chúng sanh đều được an lạc, dù là người thân hay người không thân hay là người thù nghịch. Và tâm bi là chúng ta mong cho tất cả những ai khổ đừng có khổ hay là hết khổ. Bởi vì mình mong cho người khác khổ, dù là người đó là ai, là chúng sanh đó là ai, thì cái đó nó cũng là một sự tổn hại với mình. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này không có lâu. Dạ, nó 100 năm thực sự nó qua rất là nhanh. Và nếu chúng ta chạy theo những cái thương ghét nặng nề cực đoan, và chúng ta quên đi những cái đức tánh mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, thì kể ra cũng rất là uổng thứ. Dạ, bao nhiêu thì giờ tâm sức chúng ta đi chùa nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến lời dạy của Ngài, nhưng mà trong một cái sự đưa đẩy của thời thế nhất thời đó, mà mình lại đánh mất đi, đánh mất đi cái căn bản của chính mình đó, thì điều đó là điều rất là đáng tiếc. Chúng ta cứ nghĩ như vậy là mình không thể nào đi vào cái rời bỏ cuộc sống đi vào một cảnh giới khác mà bằng cái chuyện mà bên này thắng hay bên kia thua. Ngày hôm qua đó, ngày mùa thu, trời ở hơi lạnh, và chúng tôi có tiễn một người Phật tử mà chúng tôi phải nói rằng đó là một phụ nữ rất thân, chết vì Covid. Và vài tuần trước thì người đến chùa mỗi tuần lễ thỉnh chuông, thỉnh chuông cho Phật tử tụng kinh, và bây giờ đã nằm ở trong lòng đất lạnh. Khi nằm xuống lòng đất lạnh đó, thì tiễn người đó ra hồi quyệt, thì chúng tôi đứng đó và nhìn những người đứng chung quanh. Chúng tôi biết rằng ở trong số người đó thì đa số là ai cũng có cái quan điểm rất là mạnh mẽ về chính trị và ủng hộ bên này chống đối bên kia. Nhưng mà chúng ta quên bẵng đi một điểm là Đức Phật, đấng cha lành của chúng ta đó, Ngài nhắc chúng ta là nên nhìn cuộc sống với một cái nhìn toàn diện, với một cái nhìn lớn hơn, rộng hơn. Khi mà mình trút hơi thở cuối cùng, mình nằm xuống, cái áo quan đậy lại rồi đó, thì những điều đó trở nên rất là vô nghĩa. Bây giờ thì mình thấy rằng nó quan trọng lắm, nhưng mà thực sự nó rất là vô nghĩa. Nên cho dù hoàn cảnh nào, cũng đừng quên rằng chúng ta là con của Phật. Cho dù hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đừng quên rằng cái tâm thái của mình rất là quan trọng. Cho dù hoàn cảnh nào, thì chúng ta nhớ rằng sự an toàn nhất của cuộc sống là mình sống với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào room trước giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thay. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồn mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Sướng Vung Viên đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.
Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hành thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.